Chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Cái đó để tí xịt miếng nước chứ, xin miếng nước xịt nó sạch. Vâng, hôm nay hiện tại thì bây giờ em đang có mặt tại ở Xuyên Mộc, Bà Tô, Bà Rịa, Vũng Tàu. Em đang mua chiếc xe bản số đang đeo này là 73A01986 nè. Con xe này thì em bán cách đây cũng lâu lắm rồi. Hôm nay thì em xuống em quay đầu lại cho khách hàng. Cái đó tí mình lấy cái ấy mình rửa tí chút, quét con ấy đó. Hiện tại thì bây giờ em đang tại ở nhà của một anh trai ha, anh bán lại em chiếc xe này. Bây giờ em sẽ áp tải chiếc xe này chạy ngược về lại ở Đồng Nai ha. Quý anh chị cô chú nào thích sổ con xe này trên cung đường về với một mức giá cực kỳ hấp dẫn, xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm. Cái xe này tên nó là Daewoo Shinobira, sản xuất đời 2000 anh chị ha. Tay lái trợ lực số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, xe thì cái 6 tháng đi đăng kiểm một lần. Dung tích xi lanh của em nó là 1.6 anh chị ha. Thì con này phun xăng điện tử thì em nó chạy khoảng cỡ 7 lít xăng trên 100 cây số. Trước sự màn hình thì quý anh chị thấy em nó hiện tại thì đang rất là dơ ha. Con xe này về rửa một cái thôi là đẹp nha anh chị, đây bóng thôi anh chị ha, tại vì để lâu quá rồi ảnh không có chạy. Thì cũng như mọi chiếc xe khác trên cung đường thì em không có báo giá ha, anh chị nào thiện chí cái điện thoại cho em sẽ biết giá ha anh chị ha. Tắp bi tắp lô, nói chung con xe này thì giá cực kỳ rẻ, anh chị báo gọi điện em sẽ báo giá cực kỳ, giá rất hấp dẫn. Tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con đại điệu không thiếu chức năng gì ha, không thiếu một cái gì hết đó. Xe thì bây giờ chỉ vệ sinh sạch là bắt đầu em sẽ tiến hành em chạy trên cung đường thôi đó. Cô chú anh chị nào yêu quý thì xin vui lòng alo cho em nhanh ha. Chiếc này thì em sẽ chạy từ Xuyên Mộc và đi Vũng Tàu về đó. Máy móc của em ở đây anh chị đó. Đây, máy móc của em nó đang nổi lên chị ha. Form dáng thì nhìn cũng rất là hay. Đấy, chị thấy không? Xe này thì rửa ra thì rất là sạch sẽ, rất là đẹp ha. Đó, quý anh chị cô chú nào yêu quý chiếc xe này thì cứ xin vui lòng alo cho em một cái giá trên cung đường về nhé. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở một video sau nhé.